Đang yên tâm. Đó là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở 100 quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục bán chạy nhất do báo New York Times bình chọn trong suốt 10 năm liền. Chưa có cuốn nào làm được. Mọi người tắt mic cho em nhé. Riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được 15 triệu bản trên thế giới. Tác phẩm có sức lan tỏa vô cùng rộng lớn. Dù bạn đi đến đâu, bất kỳ quốc gia nào đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời hàng triệu người trên thế giới. Đó. Tác nhân tâm không đơn thuần là cách cư xử chỉ để được lòng người. Đó là một trong những nhận thức hình thành nhân cách con người theo những chuẩn giá trị được đa số đồng ý và chia sẻ. Trong cuộc sống, tác nhân tâm thể hiện qua sự quan tâm, tôn trọng những người xung quanh ta và xã hội mình đang sống. Trong kinh doanh, nó thể hiện sự công bằng, tư duy cùng thắng, trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội qua sự đóng góp của bản thân từng con người và doanh nghiệp. Hiểu theo tác nhân tâm thì sẽ không còn sự cố gắng làm hài lòng hoặc ban phát, mà chính là thước đo nhân cách, là bổn phận và trách nhiệm của những người quản lý doanh nghiệp đó. Hay không ạ? Không còn nữa, khái niệm giới hạn đắc nhân tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho mọi người yêu mến mình, mà đắc nhân tâm của thời đại mới đòi hỏi sự hiện diện của cái tâm, cái tầm và cái tài trong mỗi con người chúng ta. Đắc nhân tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh, để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie. Đó. À, chúng ta đọc tiếp một số thông tin về quyển sách mọi người nhé. Khi xuất bản đầu tiên vào năm 1936, tức là cách đây bao nhiêu năm mọi người nhỉ? Đến bây giờ là bao nhiêu năm? 70... đâu 86 năm đúng không? Wow, sách gần 100 năm trước và bây giờ vẫn còn đang được mọi người cực kỳ là yêu thích. Xuất bản lần đầu 1936, tác phẩm Đắc Nhân Tâm đã chỉ in có 5.000 bản. Cả Dale Carnegie và nhà xuất bản đều không ngờ rằng ngay sau khi phát hành, quyển sách đã trở thành một hiện tượng đáng kinh ngạc trong ngành xuất bản Hoa Kỳ. Simon phải tái bản liên tục mới kịp đáp ứng nhu cầu của người bạn đọc trong suốt nhiều thập kỷ tiếp theo, và cho đến tận bây giờ, tác phẩm này vẫn chiếm vị trí số 1 trong danh mục sách bán chạy nhất và trở thành một sự kiện có 102 trong lịch sử ngành xuất bản thế giới, được đánh giá là một quyển sách có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Dale Carnegie đã từng nói, kiếm được $1 triệu còn dễ dàng hơn là tạo ra một cụm từ tiếng Anh thông dụng. Và cụm từ đấy có tên là How to Win Friends and Influence People, đã trở thành một cụm từ nổi tiếng được sử dụng nhiều đến mức mà chính người tạo ra nó cũng không ngờ đến. Cụm từ này và những giá trị trong tác phẩm của Dale Carnegie đã được đề cập, trích dẫn và bàn luận ứng dụng trong vô vàn tình huống khác nhau của cuộc sống. Tác phẩm được dịch ra hơn 45 ngôn ngữ. Và thật kỳ diệu, quyển sách chưa bao giờ bị lạc hậu bởi thời gian. Mỗi thế hệ đều cảm nhận, khám phá từ quyển sách này cách tư duy, cách ứng xử, cách sống mới mẻ, thú vị và rất hữu ích cho cuộc sống của chính mình. Đó. À, mọi người vừa đọc vừa nghe đến những phần này thì mọi người có cảm xúc như thế nào để khám phá cuốn sách này, mọi người cũng chia sẻ xuống bên dưới nhé. Rồi, đây là lời của tác giả, người đã viết sách Đắc Nhân Tâm đã ra đời như thế nào. Chúng ta đọc cái phần này để mình thấy là chúng ta đang có cuốn sách này trên tay, nó là một cái duyên, một cái sự may mắn mọi người ạ. Trong 35 năm đầu của thế kỷ 20, các nhà xuất bản ở Mỹ đã in trên 200.000 đầu sách khác nhau. Hầu hết chúng đều nhàm chán và thất bại về doanh thu. Giám đốc một trong những nhà xuất bản lớn nhất trên thế giới cho tôi biết rằng dù nhà xuất bản của ông đã có 75 năm kinh nghiệm, song vẫn thất bại. 7 trên 8 đầu sách đã in trong năm. Tức thất bại đến bao nhiêu? 7 trên 8 là bao nhiêu? 90%. Đúng không? Hơn 90% đi, đúng không? Như vậy, tại sao tôi quyết tâm viết cuốn sách này và sau khi hoàn tất tôi còn tâm đắc đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Từ năm 1912 tôi đã giảng dạy về nghệ thuật kinh doanh ở New York
Ban đầu với kinh nghiệm thực tế, tôi dạy học viên cách diễn thuyết trước công chúng. Sau đó tôi nhận thấy các học viên cần được hướng dẫn cách diễn đạt hiệu quả, đặc biệt là nghệ thuật ứng xử với con người trong kinh doanh cũng như trong giao tiếp xã hội hàng ngày. Tôi nghĩ rằng chính bản thân tôi cần tự nhìn lại mình, suy nghiệm về thời gian đã qua. Tôi tự nhận thấy bản thân đã có rất nhiều lần xử sự thiếu tế nhị. Đấy. Mọi người đã có những cái lần nghiệm lại cái lần xử sự thiếu tế nhị chưa? Và mình thấy mình cần phải rút kinh nghiệm ấy. Và cách đây 20 năm mà được đọc một quyển sách dạy về cách ứng xử tốt thì có lẽ tôi đã khác đi rất nhiều. Cứ xử sao cho đẹp lòng người nhưng không thiệt phần mình là cả một nghệ thuật. Điều đó đòi hỏi sự nhạy cảm, tinh tế trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là trong quan hệ kinh doanh. Điều này đúng với tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội. Theo một nghiên cứu được tiến hành dưới sự bảo trợ của Viện Carnegie thì ngay cả trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, thành công về tài chính của một người thường chỉ có 15%. Đây, phần này mọi người nào mọi người nhá. Thành công về lĩnh vực tài chính nha. Tôi về mặt tiền bạc, sự nghiệp là do khả năng 15% là do kỹ năng chuyên môn. Còn 85% còn lại thuộc vào nhân cách này, sự khéo léo tế nhị trong giao tiếp và khả năng quản lý lãnh đạo, được kỹ năng mềm này. Đấy, mọi người ạ. Nên cái lý do chúng ta trau dồi kỹ năng giao tiếp trong việc này cũng là một điều vô cùng quan trọng. Đấy. Mọi người thấy là nếu như chúng ta giao tiếp tốt hơn, khéo léo hơn và kiểu như có tâm rồi biết đặt vai thì chúng ta bán hàng cũng dễ hơn không ạ? Tốt hơn nhiều nhé, chứ không phải đơn giản là dễ hơn. Chúng ta có phần tuyển dụng cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Trong việc quản lý hay làm việc nhóm cũng hiệu quả hơn rất nhiều không ạ? Mọi người thấy thế không ạ? Và trên 1.500 kỹ sư đã đến với các lớp học của tôi giảng dạy tại các câu lạc bộ kỹ sư Philadelphia và Viện Kỹ thuật Điện Hoa Kỳ. Lý do họ đến với lớp học này là vì họ nhận ra rằng những người được trả lương cao nhất trong ngành cơ khí không phải là những người thông thạo nhất về máy móc, mà chính những người có trình độ kỹ thuật kết hợp khả năng giao tiếp thông minh, tinh tế, có khả năng lãnh đạo, biết khơi dậy lòng nhiệt tình, biết động viên mọi người một cách tốt nhất. Rockefeller, một trong những người giàu nhất thế giới, đã từng nói, nếu có thể mua được khả năng đối nhân xử thế thì tôi sẵn sàng dốc hết hầu bao của mình, vì đây chính là điều quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác trên đời. Đấy, một cái người giàu nhất thế giới cũng đã phải nói đề cao cái kỹ năng về đối nhân xử thế này như thế này mọi người. Thì đây là một trong kỹ năng mà chúng ta phải gọi là mình xác định mình học cả đời. Kỹ năng quan trọng, thậm chí quan trọng hơn cả cái chuyên môn kinh doanh, đúng không? Cách đây khá lâu, trường đại học Chicago và những người của hội Công giáo Mỹ đã tiến hành một cuộc thăm dò với trong 2 năm với 156 câu hỏi để tìm xem những người trưởng thành muốn học hỏi điều gì nhất. Trong sách sách đó có những câu như công việc và nghề nghiệp của bạn là gì, mối quan tâm của bạn là gì, thời gian rảnh bạn làm gì, thu nhập của bạn ra sao, những sở thích ước mơ của bạn, những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, ngoài công việc học tập bạn quan tâm nhất đến điều gì. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy những người quan tâm nhiều nhất đến sức khỏe. Đầu tiên là sức khỏe hàng đầu này. Đấy, hay không ạ? Mọi thời đại luôn, và đây là cách đây rất nhiều năm rồi. Tiếp theo đó là cách ứng xử sao cho họ được người khác quý trọng và tin tưởng theo. Đấy, như vậy mọi người thấy là S21 đang trang bị cho mình cả hai cái điều này là tuyệt vời không ạ? Đấy chưa? Với những mong muốn huấn luyện, đào tạo những học viên ở Meriden một khóa về nghệ thuật giao tiếp ứng xử, những giảng viên đã cố gắng tìm kiếm một vài quyển sách để có thể làm tài liệu giảng dạy, nhưng thật nhiên là không hề có một quyển sách nào được viết về đề tài này. Đấy là những cái thời của ông ấy, những năm 1930 mấy đấy. Không thể tìm đâu ra một cuốn sách để làm giáo trình. Thế là tôi bắt tay vào việc viết một quyển sách như vậy. Trước khi viết, tôi đã bỏ rất nhiều thời gian để lục tìm và tham khảo rất kỹ những vấn đề mình đang quan tâm trên các sách báo, tạp chí. Những câu chuyện, những hồ sơ ghi chép các vụ kiện tụng trong gia đình và xã hội, các tác phẩm kinh điển của những triết gia và những nhà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới. Để ra đời một quyển sách như thế này, chúng ta cầm trên tay, chúng ta chỉ việc đọc thôi thì vẫn mất rất nhiều cái chất xám, công sức, tâm huyết. Thậm chí tôi còn thuê cả một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp dành ra hơn 1.5 năm trời để tìm đọc tất cả những gì có trong các thư viện mà tôi đã bỏ sót, đào bới những bài học về tâm lý, rà soát hàng trăm bài báo, tìm kiếm không biết bao nhiêu là tiểu sử, với nỗ lực tìm hiểu cách mà các nhà lãnh đạo kiệt xuất mọi thời đại đã đối xử với những người xung quanh như thế nào. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đọc về gương thành công của nhiều nhân vật xuất chúng như Julius Caesar, Thomas Edison, v.v. Tôi còn nhớ chỉ riêng
Theodore Roosevelt, chúng tôi đã tìm đọc đến hơn 100 bài tư liệu về cuộc đời của ông. Cá nhân tôi đã trực tiếp phỏng vấn rất nhiều người thành công, trong đó có những nhân vật nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực, nhà văn phim vĩ đại, Marconi, Edison, vân vân. Nhà lãnh đạo chính trị xuất chúng như Franklin, Roosevelt, James Farley, vân vân, rất là nhiều. Để cố tìm ra những bí quyết thành công mà họ đã ứng dụng trong cách đối nhân xử thế. Đấy, tất cả những tài liệu thu thập được, tôi đã chuẩn bị bài viết ngắn có tên là Đắc Nhân Tâm. Đây là tên tiếng Việt thôi, còn tên tiếng Anh như trên bìa của sách nhé. Nghệ thuật đối nhân xử thế và thu phục lòng người. Bài viết này chỉ ngắn ở giai đoạn đầu nhưng không lâu sau nó được phát triển thành một bài viết, bài giảng kéo dài trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Hãy ban đầu nó chỉ là một bài viết thôi, chứ phải là một quyển sách. Khi kết thúc bài giảng, tôi đề nghị các học viên thể nghiệm những kinh nghiệm, những nguyên tắc mà họ đã học vào trong công việc và cuộc sống của họ. Và khi quay trở lại lớp, trong buổi học, mỗi học viên sẽ trình bày những trải nghiệm và kết quả mà họ đạt được. Tôi thực sự bất ngờ, thú vị, đồng cảm với những câu chuyện xúc động, những điều bổ ích mà các học viên kể lại. Đây không phải là một quyển sách bình thường nằm lặng yên trên giá. Nó trưởng thành theo thời gian nhờ như sự phát triển của một đứa trẻ, nó lớn lên và phát triển, vượt ra khỏi kinh nghiệm của hàng triệu người qua các thời đại đầy biến động, rất nhiều nền văn hóa. Lúc đầu, cách đây nhiều năm, chúng tôi đã in những nguyên tắc ứng xử đó trên một tấm thẻ kích cỡ bằng một tấm bưu thiếp. Lúc đầu nó chỉ đúc kết là như một cái danh thiếp bưu thiếp thôi. Một năm sau, chúng tôi phải in trên một bưu thiếp lớn hơn, sau đó là một tờ giấy khổ lớn. Dần dần những nguyên tắc đó cứ tăng dần lên và được in thành một loạt những quyển sổ tay nhỏ. Sau 15 năm nghiên cứu và trải nghiệm, quyển sách này chính thức được hoàn thiện và ra đời. Những điều được trình bày trong cuốn sách này không chỉ đơn thuần là những lý thuyết hay những lý luận mang tính cảm tính chủ quan, những kinh nghiệm này thực sự có một phép lạ và đã từng làm thay đổi cuộc đời rất nhiều người ứng dụng nó. Trong lớp của tôi có một vị giám đốc quản lý 314 nhân viên. Trước đây ông thường xuyên ép buộc, chỉ trích, trách mắng nhân viên của mình. Hầu như chẳng bao giờ ông có được thái độ dịu dàng, những lời động viên khuyến khích nhân viên. Không biết các anh chị làm công ty hay doanh nghiệp bên ngoài có phải có những sếp giống giống vậy không? Nhưng ngay sau khi nghiên cứu những quyển sách, những nguyên tắc được đề cập trong quyển sách, ông đã thay đổi hoàn toàn triết lý sống của mình. Mọi nhân viên trong công ty của ông như được thổi một luồng sinh khí mới, làm việc với một sự trung thành cao độ, lòng nhiệt tình hăng hái và một tinh thần đồng đội mạnh mẽ, điều mà trước đây chưa hề có. Điều tuyệt vời nhất mà ông là ông đã biến một 314 con người ông từng xem như những kẻ chống đối trở thành 314 người bạn thật sự của mình. Ông tự hào kể lại. Trước đây, mỗi lần đến công ty, tôi chẳng hề được ai chào đón. Các nhân viên thường nhìn về phía khác khi tôi đến gần. Nhưng bây giờ, tất cả thực sự đều là bạn của tôi. Ngay cả những người bảo vệ các cổng cũng chào tôi một cách rất thân mật. Hay không? Người quản lý này đã đạt được nhiều thành công hơn, nhiều niềm vui hơn và quan trọng hơn cả là ông tìm thấy được hạnh phúc trong công việc cuộc sống. Cũng nhờ những ứng dụng hiệu quả, những nguyên tắc trong quyển sách này mà rất nhiều nhân viên kinh doanh đã tăng doanh số đáng kể của mình. Nhiều người phát triển thêm được những khách hàng mới, những khách hàng mà trước đó họ hoàn toàn vô vọng trong việc xây dựng mối quan hệ. Các lãnh đạo cấp cao thì được thăng chức tăng lương. Những buổi học về nghệ thuật ứng xử không những đã thay đổi được nhiều người bảo thủ, có định kiến hay chống đối, những người thiếu hòa đồng thoát khỏi nguy cơ bị sa thải mà còn giúp họ nhận được lòng tin và được giao phó những trọng trách cao hơn. Như vậy là chúng ta biết là đọc cuốn sách này ứng dụng vào thì sự nghiệp mình sẽ phát triển. Những ứng xử này không những giúp hàn gắn lại những rạn nứt trong mối quan hệ xã hội công việc mà còn tạo nên những tình cảm tốt đẹp, làm thăng hoa hạnh phúc gia đình. Này không ạ? Hầu hết các học viên đều rất kinh ngạc về kết quả tựa như phép màu đó mà họ đã đạt được. Nhiều học viên đã điện thoại đến cho tôi vào cả thứ bảy chủ nhật, cả chủ nhật. Không thể chờ đến 48 giờ đồng hồ để chia sẻ những trải nghiệm họ vừa khám phá được. Một học viên quá xúc động trước một bài tham luận đến mức ngồi lại thảo luận với các học viên khác đến tận 3 giờ sáng mới ra về. Anh ta quá phấn khích và hồi hộp trước những nhìn nhận về lỗi lầm của bản thân và trước những cảm nhận cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa, thế giới đầy những điều mới mẻ, đầy những cảm hứng đang chờ đợi, đến nỗi anh thao thức không thể ngủ được trong nhiều đêm liền. Giáo sư nổi tiếng William James của Đại học Harvard nói rằng so với tất cả những gì chúng ta đã hành xử, chúng ta chỉ mới tỉnh ngộ có nửa phần mà thôi. Chúng ta mới chỉ sử dụng một phần nhỏ khả năng về thể chất và tinh thần vốn có.
Con người thường dễ thỏa hiệp bằng lòng với chính mình và sống trong các giới hạn tự đặt ra mà chúng cách rất xa so với khả năng thật sự của mình. Rất nhiều khả năng lớn lao đã không được dùng đến. Và mục đích duy nhất của quyển sách này là giúp bạn phát hiện, phát triển, tận dụng những tiềm năng còn đang ngủ yên, chưa được khai thác bên trong chính con người bạn. Đó. Theo tiến sĩ Hyben, nguyên hiệu trưởng Đại học Princeton, thước đo giáo dục của một con người chính là khả năng ứng xử của anh ta trước những tình huống cuộc sống. Đó, câu này rất hay đúng không ạ? Như vậy, thước đo giáo dục không phải là bằng cấp, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, mà vậy một cái người không có bằng cấp thì thước đo sao? Chính là khả năng ứng xử của anh ta trước những tình huống sống. Nếu như bạn đọc xong 3 chương đầu quyển sách mà vẫn chưa cảm thấy mình tiếp nhận được kiến thức và kinh nghiệm tốt hơn để ứng dụng vào những tình huống thực tế của cuộc sống của bạn thì tôi xem đó là một thất bại hoàn toàn. Và như vậy quyển sách này không còn cần thiết cho bạn nữa, bởi vì mục đích tối thượng của giáo dục nó không phải là kiến thức mà là hành động. Và đây là một quyển sách của hành động, tức là học để ứng dụng đấy mọi người ạ. Đấy, hơn 80 năm trước ông ấy đã viết điều này. Mọi người có hào hứng với những điều mà tác giả đã nói quyển sách này không ạ? Mục đích tối thượng của giáo dục là hành động mọi người nhé. Để quyển sách này mang đến hiệu quả tốt nhất thì chúng ta cũng cần biết những cái quy tắc để đọc cuốn sách này mọi người nhé. Một yêu cầu rất quan trọng để bạn đạt được hiệu quả cao nhất từ quyển sách là một khao khát mãnh liệt, một quyết tâm mạnh mẽ muốn thay đổi, muốn cải thiện khả năng đối nhân xử thế và hoàn thiện của chính mình. Mọi người có đang mong muốn có một khao khát cải thiện, thay đổi cái khả năng đối nhân xử thế và hoàn thiện mình không ạ? Người bình luận xuống bên dưới nha. Để có được một khao khát mãnh liệt như vậy, hãy nghĩ rằng việc hiểu biết và vận dụng thành công những nguyên tắc này sẽ giúp bạn có một cuộc sống giàu có về tinh thần lẫn vật chất, có được thành công và hạnh phúc hơn. Bạn cũng có thể tự lặp đi lặp lại rằng uy tín, giá trị và hạnh phúc của tôi phần lớn tùy thuộc vào khả năng ứng xử của tôi với mọi người xung quanh. Đấy. Uy tín, giá trị và hạnh phúc của tôi phần lớn tùy thuộc vào khả năng ứng xử của tôi với mọi người xung quanh. Đấy, đấy là nguyên tắc thứ nhất là yêu cầu phải có khao khát thay đổi mình, hoàn thiện kỹ năng đối nhân xử thế. Đấy là cái đầu tiên, hàng đầu. Số 2, bạn nên đọc nhanh toàn bộ quyển sách này để được có cái nhìn tổng quát về nội dung chính. Sau đó bạn đọc lại thật kỹ từng chương. Về lâu dài, điều này sẽ tiết kiệm được thời gian, giúp bạn có được sự thay đổi lớn trong nội tâm, thu được kết quả mỹ mãn. Số 3, khi đọc, bạn nên dừng lại suy ngẫm về điều vừa đọc và tự hỏi xem bằng cách nào và khi nào có thể ứng dụng từng gợi ý thiết thực đấy. Tức vào những cái chương sau, nói về những kỹ năng thực tế, thì đấy, mình đọc, vừa đọc, vừa ngẫm, rồi nghĩ về cách ứng dụng, ý tác giả là vậy. Số 4, hãy chuẩn bị sẵn bút màu, bút chì, bút mực, thước hay một vật gì đó dùng để đánh dấu trong quyển sách này. Khi bạn tìm thấy một ý tưởng mà bạn có thể ứng dụng ngay được, thì hãy tô màu cái chân dưới, đánh dấu theo cách riêng của bạn, dán vào mảnh dấu nhỏ, giấy nhỏ. Điều này giúp việc đọc sách trở nên thú vị hơn. Ngoài ra, khi cần đọc lại, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy những điểm cần quan tâm một cách dễ dàng. Đấy, tác giả rất hay đúng không ạ? Hiếm có quyển sách nào hướng dẫn cách đọc kiểu như này. Tôi quen biết một giám đốc điều hành chính của một công ty bảo hiểm. Tất cả hợp đồng bảo hiểm được phát hành hàng tháng, bản đọc qua đều giống hệt nhau. Thế nhưng cứ hết tháng này sang tháng khác, suốt 15 năm đương chức, bà ấy đã đọc không sót một hợp đồng nào. Tại sao thế? Bởi vì kinh nghiệm đã dạy cho bà biết rằng đây là cách tốt nhất để bà luôn nhớ được rõ ràng những điều khoản trong đầu. Tôi đã từng mất gần 2 năm ròng rã để viết một quyển sách về cách diễn thuyết trước công chúng, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải đọc lại để nhớ những gì chính tôi đã viết trong quyển sách này. Chính vì vậy, nếu muốn có được lợi ích thực sự lâu dài từ quyển sách này, tôi đề nghị bạn nên đọc đi đọc lại nhiều lần. Đó, cuốn này là cuốn phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Sau khi đọc thật kỹ lưỡng, mỗi tháng bạn nên dành ra một vài giờ để xem lại quyển sách và đặt nó ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bàn làm việc. Hãy luôn nhớ rằng việc ứng dụng những nguyên tắc đã học chỉ có thể trở thành thói quen một khi
chúng ta đã có một kế hoạch thực hành ứng dụng, có ghi nhận và điều chỉnh thật sát sao và liên tục. Như vậy tác giả khuyến nghị là phải đọc đi đọc lại nhiều lần mọi người nhé, nhiều lần, nên để trên bàn. Mỗi tháng thì lại xem lại, dành một vài giờ để xem lại. Số 6, học một ý tưởng, cách thức mới, đó là một quá trình tích cực và chủ động. Chúng ta cần học bằng thực hành. Cho nên nếu muốn làm chủ các nguyên tắc trong quyển sách này thì bạn cần phải thực hành. Thực hành vào cuộc sống. Bạn hãy tận dụng mọi cơ hội để ứng dụng những điều đã học. Nếu không làm thế, bạn sẽ nhanh chóng quên đi và chỉ những kiến thức được ứng dụng mới được khắc ghi thật sự vào trí nhớ. Tuy nhiên, tôi biết không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng ứng dụng nguyên tắc này. Tôi biết rõ điều đó bởi vì chính tôi vẫn thường thấy khó ứng dụng những điều mà tôi đã biết vào cuộc sống hàng ngày, như tôi đã từng dự định. Ví dụ, khi bạn không hài lòng với ai, bạn thường có khuynh hướng phê phán và chỉ trích hơn là tìm cách hiểu hoàn cảnh, quan điểm của người ấy. Thường thì tìm thấy sai lầm dễ dàng hơn tìm thấy điều để khen ngợi, và nói về điều bạn muốn dễ dàng hơn là nói về điều người khác muốn, đúng không ạ? Cho nên khi đọc quyển sách này, ngoài việc tìm kiếm những ý tưởng, thông tin mới, bạn còn cần tìm cách tạo nên những thói quen mới, thực hiện một cách sống mới, cách ứng xử và suy nghĩ mới. Điều này đòi hỏi thời gian và phải có sự quyết tâm, kiên trì luyện tập hàng ngày. Như vậy, nếu bạn thường xuyên đọc lại quyển sách này và xem đó như một cẩm nang về cách cải thiện những mối hệ với mọi người và xã hội, quyển sách sẽ rất hữu ích cho bạn. Mỗi lúc bạn đối diện với một vấn đề phức tạp, như mắc một lỗi lầm trong ứng xử, bị một đồng nghiệp hay một người bạn hiểu sai, khi cần đối xử với một đứa bé ngỗ nghịch, hòa giải những bất đồng trong đời sống gia đình, hay phải làm hài lòng một khách hàng đang bực bội, thì bạn nên ứng dụng linh động những nguyên tắc đó. Tôi nghĩ chắc chắn chúng sẽ đem lại những kết quả kỳ diệu cho bạn. Điều số 7, bạn có thể đề nghị một người bạn hay một người thân quan sát mình và có thể tặng cho người đó một món quà nhỏ mỗi lần người ấy bắt gặp bạn vi phạm một nguyên tắc ứng xử nào đấy. Hãy biến việc thực hành những nguyên tắc này thành một trò chơi sinh động thú vị. À, cái này cũng rất là hay đúng không? Có lần, chủ tịch một ngân hàng nổi tiếng ở phố Wall nói về hệ thống câu hỏi tự kiểm tra rất hiệu quả mà ông dùng để tự điều chỉnh cách cư xử của mình. Mặc dù trình độ học vấn không cao, nhưng ông đã trở thành một trong những nhà tài chính uy tín nhất ở Mỹ. Ông thú nhận rằng hầu hết mọi thành công mà ông có được đều là nhờ thường xuyên ứng dụng phương pháp đó. Dưới đây là nguyên văn lời ông tâm sự này. Đã bao năm qua tôi giữ một quyển sổ ghi chép mọi cuộc hẹn mà tôi phải thực hiện trong tuần. Gia đình tôi không bao giờ có kế hoạch nào cho tôi vào tối thứ bảy vì họ biết tôi luôn dành thời gian này cho quá trình khai sáng để tự kiểm điểm và nhìn nhận lại bản thân mình. Sau khi ăn, tôi mở quyển lịch hẹn và suy nghĩ về mọi cuộc phỏng vấn, thảo luận và gặp gỡ đã diễn ra trong tuần và tự hỏi mình, tôi đã phạm những sai lầm gì? Đây chính là cái phần tự đối thoại bản thân mà vào chợ Lê Thanh Nga hay chị Lý hay là rất nhiều anh chị thành công áp dụng đấy. Có những khoảng thời gian để tự đối thoại và hỏi chính mình, nói chuyện với chính mình. Tôi đã phạm những sai lầm gì? Tôi làm được điều gì đúng và tôi có thể hoàn thiện việc đó bằng cách nào? Tôi học được những bài học gì từ kinh nghiệm này, từ cái thất bại này, từ cái sự không may mắn này hay từ cái đấy, kiểu thế. Tôi luôn cảm thấy rất khó chịu trong những lần tự kiểm hàng tuần đó và thường rất ngạc nhiên những lỗi lầm hay sơ suất ngu xuẩn của mình. Tuy nhiên, theo ngày tháng, những lỗi lầm này đã dần dần ít hẳn đi. Đôi khi, tôi cũng có dịp tự khen thưởng mình khi không nhận thấy lỗi lầm nào. Cách tự phân tích và kiên định tự giáo dục mình liên tục từ năm này sang năm khác đã giúp ích cho tôi nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Nó không chỉ giúp tôi nâng cao khả năng ra quyết định hiệu quả, mà còn giúp tôi rất nhiều trong mọi mối giao tiếp. Tôi không thể có lời khuyên nào tốt hơn thế. Tức là đấy, mọi người ạ, dành những thời gian để tự nói chuyện với chính mình, đối thoại với chính mình, tự rút kinh nghiệm theo ngày, theo tuần. Đó. Bạn cũng phải dùng một hệ thống các câu hỏi tương tự để tự kiểm tra, ứng dụng những nguyên tắc để đề cập trong cuốn sách này. Làm như vậy, bạn sẽ có hai điều lợi. Thứ nhất, bạn sẽ thấy mình được tham dự vào một quá trình tự rèn luyện, tự học hỏi, tuy vất vả nhưng rất có ý nghĩa và có giá trị lâu dài với bản thân. Lợi ích thứ hai, bạn sẽ thấy khả năng của mình với mọi người sẽ ngày càng thiện. Số 9, bạn có thể dùng một cuốn sổ ghi lại những hiệu quả mà bạn áp dụng từ cuốn sách này.
Bạn hãy ghi thật sự cụ thể tên người, thời điểm và kết quả. Làm như thế sẽ thôi thúc bạn cố gắng hơn nữa. Những ghi chú này sẽ trở thành những kỷ niệm rất thú vị khi bạn ngẫu nhiên đọc lại nó trong một buổi tối thảnh thơi nào đó ở nhiều năm sau. Tóm lại, để đạt được hiệu quả tốt nhất của cuốn sách này, bạn nên phát triển niềm khao khát sâu sắc mạnh mẽ, làm chủ cho bằng được những nguyên tắc kỳ diệu về cách ứng dụng trong mối hệ giữa người với người. Đọc nhanh để nắm được quát, sau đó đọc chương từng chương thật kỹ. Khi đọc, thường xuyên dừng lại để tự hỏi xem làm thế nào để có thể ứng dụng từng nguyên tắc này vào cuộc sống tốt hơn. Gạch dưới mỗi ý tưởng hay và quan trọng. Đọc lại quyển sách này vào thời gian rảnh mỗi tháng. Tận dụng mọi cơ hội để ứng dụng những nguyên tắc này. Hãy dùng cuốn sách như một cẩm nang để giải quyết vấn đề hàng ngày. Tức là mỗi khi gặp một vấn đề có thể mở sách ra, đúng không? Mở sách ra, mình sẽ ứng dụng cái đấy, giải pháp Huy nằm trong cuốn sách này. Tạo nên một trò chơi thú vị trong việc thực tập của mình bằng cách tặng một người thân một món quà nhỏ nào đó mỗi khi người ấy bắt gặp mình vi phạm những cái nguyên tắc này. Mỗi tuần tự kiểm tra lại những sự tiến bộ của bạn. Tự hỏi xem mình đã phạm sai lầm gì, đạt được tiến bộ gì, rút ra bài học gì. Ghi lại thời gian và cách thức cụ thể bạn đã ứng dụng. Đấy. Ok, đấy là quyển sách của cái đấy. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đọc về cái phần đấy mọi người nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần tiếp theo được không ạ? Mọi người có hào hứng với quyển sách này không ạ? Đúng rồi, tên sách là Quyền Tắc Nhân Tâm. Mọi người có thể đọc sách mua ở trên các trang bán sách như Shopee, Tiki, rất là dễ. Thực sự đây là một cuốn sách rất là hấp dẫn và mình có thể bây giờ thì có thể giao lưu chia sẻ một chút trong cái phần liên quan về giao tiếp được không ạ? Các chị có thể là có những câu chuyện nào đấy mà mình đã từng mắc những cái lỗi trong giao tiếp khiến cho một ai đó tức giận, không hài lòng, và sau đấy mình cũng tự chiêm nghiệm, mình suy nghĩ lại, mình thấy rằng giá như lúc đấy mình không nói như thế, mình nói như thế này thế kia thì có lẽ là cái cuộc nói chuyện đấy nó đã hiệu quả hơn, đã hay hơn, trái hơn. Anh chị có những trải nghiệm như thế không ạ? Và sau đấy mình đã khắc phục và nó mang lại những hiệu quả như thế nào? Mọi người có những cái câu chuyện đấy không? Ví dụ như là đơn giản là em ứng dụng ở trong 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 cái việc mà mình bán hàng thôi nhá. Ví dụ có những khi mà mình thấy là mình nói với khách hàng như thế này nó chưa 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 thấy thuyết phục. Ví dụ ngày trước khi mà mình ví dụ tư vấn sản phẩm chẳng hạn, tư vấn sản phẩm thì ví dụ khi tư vấn qua net thì một trong những lỗi mà em ví dụ như hay mắc đó là mình không không đưa ra cho khách hàng cái lựa chọn tốt hơn. Ví dụ ngày trước thì hay hỏi là sau khi đã chia sẻ xong thì mình hay hỏi là chị ơi thế chị có lấy không, có mua không đấy. Thế thì với câu hỏi này thì xác suất là người ta hay trả lời cái câu hỏi gì ạ? Hay trả lời lại như thế nào? Hay họ hay sẽ nói là thế để chị xem nếu mình hỏi câu có mua không. Còn nếu sau đó thì cũng học được, rút kinh nghiệm được từ những người khác thì mình sửa cái câu đấy thành là chơi thế chị lấy cái A hay cái B hay cái C. Tức là mình đưa cho họ cái sự lựa chọn và họ chọn cái gì thì cũng nằm trong sự lựa chọn đấy, và chọn cái gì thì mình cũng vẫn có được cái kết quả hiệu quả trong cái cuộc bán hàng đấy, tức là họ đã mua hàng. Đấy, đúng không? Thay vì mình hỏi họ có mua không thì mình hỏi họ thế chị lấy A cái B cái C. Tại vì họ lấy chị họ hỏi lấy mấy cái thì mình hãy đưa cho họ lựa chọn lấy 3 hay 5 cái. Đấy. 3 hay 5 cái. Giống như việc áp dụng mở hàng, em cũng thấy cái này hay này. Trước đây áp dụng mở hàng thì mình chỉ nhờ, đây cũng sự rút kinh nghiệm từ cái quá trình mình giao tiếp và mình hoàn thiện lại mọi người nhé. Cứ như khi nhờ mở hàng, mình chỉ nhờ họ mở hàng ví dụ một tuýp đánh răng. Mình chỉ nhờ một tuýp đánh răng thì có hai tình huống xảy ra. Một đó là người ta mở hàng một tuyết bình ra. Tình huống hai là gì ạ? Họ không mở hàng.
không có tip nào cả. Nhưng sau đấy em có được nghe một cái chia sẻ đó là gì? Họ không nhờ mở hàng một tuyết bánh răng, họ nhờ mở hàng 5 tuyết bánh răng. 5 tuyết bánh răng. Nhưng mà lúc đầu thì em cũng nghĩ là nghe đấy mình nghĩ, nhờ gì mà nhờ nhiều đấy. Mà hàng người ta dùng là vì mà đến 5 tuyết của mình nhờ cái 5 tuyết thì có kiểu có quá đáng không? Quá đáng không? Đó. Sau khi nghe nghe cái chị đấy chia sẻ, nghe chị đấy chia sẻ là tại sao chị nhờ 5 tuyết, bởi xu hướng người ta sẽ làm chỉ bằng hoặc thấp hơn những cái gì mình đưa ra thôi. Đấy, thì khi nhờ 5 tuyết thì người ta sẽ phản hồi lại là không, em làm gì mà chị dùng nhiều thế 5 tuyết, thôi chị mở hàng cho 2 tuyết 3 tuyết ví dụ thế. Và như vậy có nghĩa là gì ạ? Khi mình đưa ra 5 tuyết thì họ có xu hướng họ giảm xuống. Đấy, thế là sẽ còn được 2 3 vẫn nhiều hơn là lúc đầu mình chỉ nhiều hàng có một, đúng không ạ? Đúng không? Đấy chính là một cái quá trình mà mình rút kinh nghiệm, mình sửa đổi trong giao tiếp, trong câu từ đấy, đúng không? Và nó mang lại hiệu quả. Các chị thử xem, mình thử thay đổi những câu câu chốt như thế xem sao. Đấy. Hay lắm, nó rất là hay. Mọi người có những cái trải nghiệm như thế không ạ? Trong cái phần giao tiếp với vợ con, với lại gia đình, bạn bè, và mình cũng đã rút kinh nghiệm mình sửa lại. Đấy, hoặc là sau khi mình đã mô tả công việc xong cho một ứng viên rồi. Đấy, đôi khi mình vì chưa tự tin nên mình bảo họ là thế thì chị có làm hay không, đúng không? Đấy, chị có làm hay không? Là chị thấy thế nào? Thì thay vì thế mình hãy mặc định mình có thể sửa Bây lại giờ chị á, mắc những cái lỗi như vậy. nói nghe không hiểu không? Đấy, ngày xưa em cũng mắc những cái lỗi như vậy. Sau đấy thì mình thay vì mình hỏi họ thế nghe xong việc thì chị có muốn làm không? Thay vì mình hỏi những câu kiểu thế, mình vừa vậy thế thì bây giờ chị có muốn là một tháng bây giờ tận dụng thêm rảnh mà chị có thêm khoảng 5 đến 10 triệu không? Hãy chốt bằng câu hỏi như thế. Đương nhiên ai cũng sẽ trả lời muốn, đúng không? À, thế người ta trả lời muốn rồi thì lúc đấy vâng, thế bây giờ để bắt đầu công việc để giúp chị có thể đạt được điều đấy thì bây giờ em hướng dẫn chị bắt đầu công việc nhá, chị quay lại hút đấy. Tức là thay vì mình đặt câu hỏi thì mình mặc định, mình đưa ra họ những sự lựa chọn kiểu thế. Đấy chính là cái sự điều chỉnh trong giao tiếp, trong câu từ, mọi người ạ. Thế nên cái cuốn sách này và những cái kỹ năng mà chúng ta sẽ áp dụng từ từ cái cuốn sách này sẽ mang lại rất nhiều sự thay đổi trong cả cuộc sống và trong công việc rất là nhiều đó. Vâng. Ok, đấy là cái phần những hôm sau thì hy vọng mọi người sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái sự thay đổi, những cái việc mình ứng dụng từ cuốn sách này. Đấy. Chúng ta trước khi sang cái phần gọi là câu chuyện về cái phần tuyển dụng thì chúng ta có khoảng 10 phút để chia sẻ với nhau về những câu chuyện cảm nhận quen nét được không ạ? Vì khi đọc sách về giao tiếp như này, chúng ta sẽ ít ít nói về dinh dưỡng hơn, ít nói về những cảm nhận. Nhưng mà chúng ta sẽ có khoảng 10 phút để người vẫn được chia sẻ, để luôn luôn mang lại những cảm hứng mỗi ngày, được không ạ? Vậy thì có những cái câu chuyện cảm nhận quen nét nào về tất cả, mời có thể bình luận để chia sẻ được không ạ? Rất cần các tinh thần xung phong của các bác trồng ngô để chúng ta mang lại thêm một cái nguồn cảm hứng về sản phẩm. Anh chị có những câu chuyện cảm nhận về sản phẩm, mời đăng ký chia sẻ nha. Thì em ở đây em có thể mời, ở đây em có thấy chị Thanh em, chị có thể chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện cảm nhận quen nét của chị hoặc của gia đình chị khi chị đến với công việc được không? Chào chị nhé, chị có thể bật mic và chia sẻ với mọi người được không ạ? Chị bật mic ạ. Chị chưa bật được mic ạ. Ở góc dưới bên trái của màn hình điện thoại mình á chị, có cái biểu tượng như là cái tai nghe, cái loa đấy, chị bấm vào đấy là được. Rồi, được này. Ok, Đã được rồi đấy chị. Dạ bấm chọn. Chào bấm chọn lên 6 nha. và chị có thể chia sẻ Cả về nhà. câu chuyện mà cảm nhận quen nét của mình hoặc của gia đình mình được không ạ, khi đến công việc này mà khiến cho chị yêu sản phẩm. Sản phẩm quay nét thì em đã dùng được hơn 2 combo rồi. Mình cải thiện được cái xương khớp nhiều lắm, bảo trợ. Trước đây thì cái tình trạng sức khỏe của chị như thế nào trước khi dùng Conet?
Trước khi mình dùng sản phẩm thì mình có bị viêm son là từ nhỏ luôn À. á. Rồi gần đây thì mình bị dạ dày, Và mình bị viêm cơ khớp. à. Mình đi nhiều á, rồi ngồi mai đầu đó, cái đầu gối của mình lúc nào cũng cũng bị sưng sưng hết trơn á. À. Mình uống mình cũng cải thiện được nhiều. Và xoang là chị bị từ nhỏ, tức là loanh quanh cũng phải chắc thời tầm trên dưới 30 năm đúng không? Chắc cỡ Đúng đấy. rồi. À, và bị dạ dày này. Dạ dày bao nhiêu năm ạ? Dạ dày thì em là bị dạ dày là có con HP luôn á. Khuẩn HP và rồi xương khớp, cái bị viêm cơ khớp đúng không ạ? Đấy. Viêm cơ Chị đã thử nhiều cách để điều trị những cái vấn đề đấy chưa, và nó có mang lại hiệu quả không? có, mình cũng đi bác sĩ, đi bệnh viện tỉnh, đi bệnh viện Thanh Vũ ở Medic ở thành phố Bạc Liêu này luôn á. Và có cải thiện nhiều không ạ? Uống thuốc ở bệnh viện á, thì về thì lấy thuốc về uống nhưng mà không bao giờ uống hết, tại uống vô nó cào bao tử quá, cho nên là uống như cho 5 ngày mà về uống cả 3 ngày là bỏ thuốc này không uống nữa. Vâng, tức là nó lại dẫn đến đau dạ dày đúng không ạ? Đau báo tử. Và nên là chị cũng không 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 có uống tiếp, và thường cứ bỏ dở, nên là nói chung tình trạng nó cũng 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 vẫn đâu ở đấy đúng không? Nó vẫn nguyên. Đó, thì còn khi chị dùng Conet thì chị thấy nó như thế nào? Uống Venet thì thấy cái người mình nó khỏe, uống trong tuần đầu thì thấy cái người mình nó nhẹ lắm, nó uống là mình cảm nhận được liền là nó khỏe lên, cái sức khỏe mình nó không có còn như em hay ít có ăn sáng lắm, rồi nhiều khi mình thấy nó gần như nó mệt mệt, nó hụt hụt hơi Và vậy đó, rồi mình dùng cái sản phẩm Venet thì mình thấy nó khỏe. Mỗi lần mà thấy cái người mình nó hơi hụt hụt là mình quậy bên nếp mình uống vô đó. Tại thế nó cái tình trạng xoang và khớp của chị thế nào vậy khớp ạ? thì cái tay mình mỗi lần là mình không có cầm đũa được luôn á, mình không có cầm cây dao để mình chặt dừa được, mình không có nắm chặt lại được gì đâu, bây giờ mình bình thường rồi đó. À, hay quá. Lúc nào cái tay mình chỗ này nó cũng bị sưng á, chừng bị sưng bông hồng lên luôn, nó bong cái da lên luôn á, bây giờ cái tay mình Bình thường rồi đúng không? nó Bình thường, hay quá. Vinh diệu thật. Dạ dày và xoang thì sao ạ? viêm viêm son thì gần đây thì mình có giống như là mình cũng ăn thử, mình vừa uống Venet rồi mình cũng ăn thử mắm á, mắm tép mắm cá rồi bảo trợ. Vâng. Nhưng mà mình thấy bình thường, không có cái gì gọi là nó bị đau như lúc trước nữa. Lúc À. trước là mình ăn mắm liên tục chừng 3 ngày á, là từ nửa cái đầu ra tới mà sau này là mình sờ giống như là mình bị phỏng vậy đó, Ồ. nó đau vậy đó. À. Bây giờ thì không còn nữa, mình đã hồi tết tới giờ là mình có ăn thử À, hay quá. mắm. Đấy là liên quan đến phần xoang của chị đấy ạ. Ok chị, hay quá nhỉ. Thế là chỉ dùng một loại nhưng mà cải thiện được mấy bệnh một lúc, đúng không? Như Đúng rồi. chị dùng là combo là cả bột, cả Wellness sách bột và Wellness sách viên phải không chị? Có Đúng phải rồi, đúng không? rồi. À, Có hay dùng quá. thêm canxi. À, canxi nữa. Tức là hai combo là khoảng tầm 3 tháng đúng không chị nhỉ? Hai combo. Tuyệt vời. Cải thiện được cái nám á bác bảo trợ. Mình cải thiện À. được cái nám cũng đến 60 đến 70%. Hay quá nhỉ, nếu mà mình chia rẽ chia ra chị dạ dày, chị viêm cơ khớp, chị xoang, rồi cả chị nám, mà tổng vại và đi đi điều trị bốn nơi bốn chỗ như thế thì chắc hết nhiều tiền lắm, mà cũng không biết hiệu quả tới cỡ nào đúng không, nhưng mà chỉ Đúng một combo Gonet thôi đã cải thiện được, quá là kỳ diệu rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và hay quá đúng không ạ? ơn bác trà qua Lê Sáu, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Cảm ơn chị Thanh nhá. Trời, cảm Hay quá. ơn. À, xin mời Hồng Giang câu chuyện là thứ hai, rồi chúng ta sẽ đến với phần tuyển dụng mọi người nhé. Mời em À, ra. chào anh Sáu và mọi người, em không
tiện vật video nhá. Thì gần đây thì nhà em có một cái trải nghiệm, đấy là bị cảm cảm lạnh ấy, cả nhà luôn. Và khi mà cảm lạnh như vậy thì cái virus nó rất là dễ xâm nhập, dẫn đến là bị ho, đau cổ họng, rồi đau đầu, nói chung là triệu chứng giống như kiểu COVID ấy. Nhưng mà test 2 lần rồi thì cũng không sao. Và cái quan trọng là trong cái thời điểm mà đau họng, rồi đau mũi, đau cả tai nữa, tai mũi họng nó đi liền với nhau á, thì em có ngậm tảo, học chị Hải Lý á, là ngậm không phải là chỉ là 2-3 viên, mà một ngày ngậm lên 5-7 viên, mỗi lần 2 viên, kết hợp với lại tăng cường uống nguyên ép bột, một ngày khoảng 3 ly bột. Đấy, thì cảm nhận là ví dụ như là hôm nay mình bị, tối nay cảm thấy là nó đau nhiều ấy, ngậm thì qua hôm sau là đã thấy đỡ rồi, thấy đỡ đau họng, rồi đỡ đau mũi, rồi đỡ đau đau đầu rồi. Xong rồi thêm một hôm nữa, tức là sang ngày hôm sau ấy, thì lại đỡ. Tức là em cảm thấy cái viên tảo của mình nó rất là đặc biệt là cái tảo và cái bột ấy, cảm nhận thấy là nó rất là tuyệt vời luôn. Ví dụ như cái bột nhá, mà pha thời tiết ở miền Bắc mình thì đang lạnh như thế này, và khi mà em pha với nước ấm xong ấy thì cảm thấy là cái cổ họng nó đã bớt đau đi rất là nhiều rồi. Còn còn cái tảo khi mà ngậm thì thường là sẽ cảm nhận sau một đêm, là sẽ cảm thấy là không có bị đau họng nữa. Và bình thường ra cảm cúm thì em không hay có thói quen là uống thuốc, nên là nếu như mà trước đây em không biết em ngậm tảo ấy, trước đây là em chưa biết ngậm tảo đâu, thường là em chỉ biết uống thôi, nuốt vào vào trong dạ dày thôi. Nhưng mà thì khi đó em thường là phải ngậm chanh, rồi phải làm đủ các kiểu, kiểu như là các mẹo ấy, chứ em không uống thuốc. Thì phải mất 3 ngày, thậm chí là 5 ngày thì nó mới khỏi. Nhưng mà riêng cái tảo này chỉ nhanh là 1 ngày đã khỏi rồi, chậm là 2 ngày. Thì như hôm đấy em thấy em đau nhiều lắm, thì em chỉ ngậm đúng ngày là em đã thấy là hết đau cái viêm họng rồi. Thì đấy là cái cảm nhận của em. Và cái cảm cúm này của em thì bây giờ cả gia đình cũng phải khỏi được khoảng tầm 80-90%, mà không cần phải qua một cái viên thuốc tây nào cả. Mà đặc biệt là không có đau họng, không còn đau họng nữa, không đau họng, đau đầu hay là mỏi người gì cả, chỉ còn tí nước mũi thôi. Nếu mà mọi người nghe thấy giọng em nó khác khác thì chỉ còn tí nước mũi thôi. Thì đấy là cái cảm nhận của em gần đây nhất ạ. Hay quá. À, bé 4 5 tuổi đau họng có ngậm được tảo không? Theo em thì là ngậm được, không biết mọi người thấy thế nào. Nghe có không? Anh Sáu ơi, hôm trước em có thấy cái trong cái phần bài chia sẻ hôm về bệnh máu ấy, thì cái bé mà 1 tuổi với 3 tuổi ấy là vẫn dùng được, thì tất nhiên những bé này có thể là nó không ngậm thì mình phải bóp hoặc là như nào đấy, hoặc là cái liều lượng ấy nó sẽ ít hơn so với người lớn. Những người lớn mình 1 viên thì em bé có thể là nửa viên thôi. Nếu mà cần thiết quá thì cũng có thể dùng, bởi vì bản chất nó vẫn chỉ là tảo với cả việt quất và nó là vitamin thôi ấy, chứ nó không phải là thuốc, nên là vẫn có thể dùng được. Ok, cảm ơn Giang đã chia sẻ kinh nghiệm cho những ai mà đau họng, ốm, đó, tảo, ngậm, ngày có thể 4 5 viên và cộng thêm với lại tăng lượng quen bột lên, thậm chí đậm đặc hơn. Đó. Cảm ơn Giang chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần chia sẻ về nhé. Chia sẻ tuyển dụng. Về chúng em thấy là xem ở trong nhóm gửi hồ sơ xác minh kích hoạt là thấy bảo lượng tuyển dụng nó tăng lên rồi, chứng tỏ mọi người đã vào việc rồi, sau Tết vào việc rất là nhanh rồi. À, bây giờ thì rất là muốn lắng nghe những cái câu chuyện tuyển dụng, câu chuyện tuyển dụng trong thời gian vừa rồi của mọi người. Mọi người sẽ đăng ký chia sẻ nha. Chị Nga, chị Vũ Nga có thể chia sẻ câu chuyện tuyển dụng của chị được không ạ? Em thấy là chị cũng đang có 2 tuyển dụng ra đơn rồi. Xin chào cả nhà, chị bị đau họng nên cũng không tiện bật camera đấy. Chị có hôm qua chị có 2 ứng viên là đã ra đơn đấy, và có 1 ứng viên thì mới xin việc chưa ra đơn, cũng là đang có 3 tuyển dụng mới.
Thì tuyển dụng như nào? Một ứng viên ấy thì là vừa hồi Tết đi về ấy, thì có đi ăn tất niên. Thì mình có về quê thì mình ăn tất niên thì bạn ấy là gì nhưng mà lại ít tuổi hơn mình, thì thấy ở nhà làm công nhân ấy thì cũng kêu chán, mà trước kia thì làm học đại học đấy. Thì mới ngồi ăn xong đi rửa bát thì ngồi tỉ tê với nhau đấy, đấy vì biết cháu ngày xưa thế nào đấy, cũng làm công nhân đấy. À, xong là cái buổi hôm đấy thì mọi người cũng chúc mừng hai vợ chồng có nhà nó kia, thế là gì đấy cũng quan tâm rồi. Thế là chia sẻ nó dễ thôi. À, đưa luôn catalog, đưa luôn mang cả sản phẩm các thứ đi, mà mang sẵn cả catalog đi vì mang sản phẩm đi là luôn chị muốn là đến đấy để chia sẻ cho mọi người trong họ hàng luôn đấy, thế là gì cũng lấy một số sản phẩm luôn. Và đã sau ra Tết thì hôm đấy là hôm sau là rủ vào Zoom luôn, là sáng luôn này. Sau đó là ra Tết thì hướng dẫn mang cả catalog đến tận nhà, là hướng dẫn công việc. Và hôm nay hôm qua đã gửi đơn hàng. Còn một chị nữa thì còn một, một 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 chị nữa thì là trước đó trước Tết thì có một người bác hay bán hộ cho mình hàng, thì bác ấy cũng giới bán hộ cho chị được chị này, là bảo mình là đưa gửi luôn sản phẩm cho chị đấy, thì mình có số điện thoại, thì sau khi gửi sản phẩm thì mình có gửi kèm cả catalog, thì mình đến lúc có số điện thoại thì mình liên hệ bằng Zalo ấy, thì mình hỏi là chị nhận được hàng chưa, là chị dùng thế nào ấy, thì chị mới bảo không, hàng này thì chị dùng lâu rồi, nên là chị có thấy cuốn catalog của cái tháng tháng này là tháng 1 nhìn đẹp quá em ạ, nhìn sản phẩm mới hay thế. Trước kia chị cũng mấy cách đến mấy năm chị cũng làm rồi đấy, thế là thấy thế nghe thấy thế rồi bắt được làm rồi, thế là chia sẻ công việc cho chị đấy là lại thôi. Đó, mình chia sẻ là ngoài những sản phẩm bây giờ khác ấy, thì còn rất nhiều những công ty bây giờ có rất nhiều cái chương trình mới, rồi là ở quy trình cũng rất thay đổi, cũng là kể về câu chuyện bản thân. Thế là chị ok chị làm, nhưng mà cuối cuối năm thì chị cũng bận ấy, thì ra bắt đầu ra Tết thì chị mới có thời gian tập trung công việc hơn. Và hôm qua thì chị đã chốt được một đơn combo là 230 BB. Còn một tuyển dụng nữa mà mới nhắn tin xin việc, là vì là mình cũng đã gieo từ lâu rồi, nó là hàng xóm mới ở chỗ mình. Thì trước đó thì trong cái nhóm gọi là cái nhóm chợ của chung cư ấy, thì chị bạn ấy có đăng lên một số sản phẩm bán hàng kiểu như là hải sản, thì mình có ủng hộ, nên là ủng hộ đi nhắn tin hỏi thăm qua lại, thì mình cũng giới thiệu em cũng kinh doanh online đấy, thì chị đến nhà mà mang đồ đến nhà, thế là mình trước khi đó thì mình bảo chị hỏi là thế em có thể nhận hàng lúc nào, tụi em lúc nào cũng được, em ở nhà trông con mà kinh doanh online ấy. Thế chị bảo sướng thế, chị cũng mong ở được ở nhà đấy, để ở nhà để chứ bây giờ con không đi học cứ vất nó ở nhà ấy, mình đi làm sốt ruột lắm. Là khi chị đến nơi là mình cũng kiểu như mình ngồi mình chia sẻ mang cả sản phẩm tức là ở bàn ấy có xếp sản phẩm, chị cũng hỏi ấy, đây là cái gì đó kia, thế là chia sẻ thì chị bảo ôi bây giờ thế thì hay nhỉ, thế thì lúc nào có thời gian thì dạy mình, một em dạy chị luôn. Thế là cứ nhưng mà chị bạn ấy cũng rất là bận ấy, thế là mình cứ mỗi ngày chia sẻ một tí, mỗi ngày chia sẻ một tí, thì bạn ấy, thời gian đầu thì bạn ấy quen nét về cho cả gia đình dùng. Đấy, xong là bạn cũng đã giới thiệu sản cho cả lấy hộ cho cả người nhà. Đấy, cũng lấy rồi nhưng mà chưa có làm. Thế là đến hôm vừa rồi, hôm kia, hôm qua là bạn ấy có nhắn tin là chắc cũng do mình dạo này cũng có đăng một số thông tin, bạn ấy cũng nhìn chắc là có động lực hơn, nên bạn nhắn tin là xin việc. Đấy. Đấy là ba biến dụng trong tháng này của mình. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Nga đã chia sẻ ba câu chuyện tình huống như thế này, mọi người xem là mình có học. Nếu như em đã dứt khoát dừng lại, đành phải buông tay chẳng níu em lại. Chúc phúc cho em một mai hạnh phúc cùng ai. Lúc có thì em chẳng biết trân trọng, mất đi mai tiếc đau đớn vô vọng. Đành lòng sao em nói tên người này chồng.
ngày em đã muốn ta phải dừng lại. Em nói rằng em vẫn còn tương lai, còn anh lúc này một kẻ tay trắng bàn tay. Sao không nghĩ đến những phút ban đầu, ai đã cùng em những lúc cơ cầu. Giờ em sáng giàu, đỡ buồn ngồi cay đắng thật đau. Nếu như em đã rất khoát dừng lại, đặt phải buông tay chẳng níu em lại. Chúc phúc cho em một mai hạnh phúc. Được ý tưởng áp dụng vào không nhá. Thứ nhất là đấy, từ tình huống nhất, từ gặp trực tiếp là đi trong một cái bữa cỗ đúng không ạ, một người họ hàng, hỏi thăm nhau về cuộc sống, về công việc, gặp nhau này, hỏi thăm nhau cuộc sống công việc, và đấy khi phát hiện ra là người dì của mình cũng đang thu nhập của công việc nó chưa ok lắm, chia sẻ đấy, chia sẻ sản phẩm, lại mang chị đang có sẵn catalog và đi ra ngoài đấy, mình có sẵn catalog, có thêm một vài sản phẩm rất là hay nên mang theo đó. Thế là chị chia sẻ cho gì được này. Câu chuyện số 2 đó là từ một khách hàng đúng không? Từ một khách hàng của chị Nga. Chị Nga có chia sẻ về cơ hội. Đấy, chia sẻ về cơ hội. Thứ ba, câu chuyện số 3 đó chính là từ một cái tình huống xuất phát, đó chính là chị Nga mua đồ của một người bán hàng hải sản trên trên một cái nhóm ở chỗ chung cư chị ở đúng không, mua hàng của họ, và sau đó mua hàng rồi khi gặp nhau đến giao hàng thì chị có mở lời chia sẻ về em cũng đang làm online, em cũng kinh doanh các sản phẩm thế này thế kia đấy, vì ban đầu chị là người mua hàng lại, mua sản phẩm, mua connect về dùng, rồi chị Nga cũng chia sẻ về cơ hội nhưng mà cũng chưa đúng thời điểm phù hợp nên là chị cũng chưa làm, và đến thời điểm này thì chị đã quyết định làm. Có lẽ là công việc chính cũng có thể sau Tết hoặc là như thế nào đấy nó chưa ok lắm. Và đồng thời chị Nga cũng gần đây cũng có đăng những cái tin tuyển dụng trên Facebook cá nhân. Có thể từ cái việc họ thấy cái tin đấy nên họ đã kiểu như sực nhớ ra, mới nghĩ ra và nhắn tin chủ động hỏi chị Nga là. Đấy, ba cái tình huống, ba câu chuyện như vậy mọi người nha. Ok, em mời anh Tuyên chia sẻ nha. Ok, chào cả đại gia đình ạ, em chào các bảo trợ, chào bảo trợ Ali 6. Xin phép gia đình là chia sẻ về cái câu chuyện trong tuần này thì tên có ba tuyển dụng mới, thì có một cái tuyển dụng đã xin đơn, thì vừa rồi thì xin cái đơn là một combo 5 và một cái hộp bột cũng như là một hộp canxi. Thì câu chuyện tuyển dụng nó như thế này, trong hôm đầu tuần thì có lướt Facebook thì có thấy một một em họ ở trong Nam, thì thực sự là cũng chưa có quen nhiều ấy, chưa có biết em ấy là con, thực sự là con của chú Nam, chỉ biết là trong Nam có hai chú thôi. Thế thì thấy em ấy đăng một cái bài nội dung là cần tiền quá mà không có được đi làm, hết tháng 1 mới được đi làm. Thế là mình có comment cái bài Facebook của em ấy là ồ sao thế em, trong đấy dịch dã hay là cái gì mà lại chưa được đi làm. Thế là em ấy có chia sẻ bảo là bố em bảo là con còn nhỏ thôi, hết tháng 1 thì có gì đi làm tính sau, xin công ty tính sau. Thế là comment qua lại như thế một vài câu, thế là có inbox cho bạn ấy, cho em ấy luôn. Thế là hỏi chuyện, gọi video luôn, hỏi chuyện thì cũng lâu ngày anh em cũng chưa biết nhau nhiều mà, chưa hầu như là chưa nói chuyện với nhau ấy. Thế là hỏi thăm lại Tết thế nào rồi, em ra sao, thế thì
Thế thì tại sao lại chưa đi ấy? Đấy, thế thì ra Tết thì 2 tháng thì thế nào? Bảo là chắc là em cũng xin là đi làm công nhân thôi, nhưng mà con còn nhỏ nên là bố chưa có cho đi. Thế là mới chia sẻ với em là ô thế bên anh có một cái công việc rất là hay đấy, em có thể tận dụng cái thời gian rảnh để mình có thể làm thêm, cũng như là mai này em đi làm công ty ấy, em vẫn có thể làm được và có thể kiếm thêm một mức thu nhập rất là ổn định từ 5 đến 15 triệu. Thế sau đó thì em bảo ô thế công việc là gì, thế là mình mô tả công việc cho em ấy, thế là em ấy ok, thế là nhận làm. Thì sau khi mà mình hướng dẫn về dạy bán thì em có đăng bài cũng như là có chia sẻ với bạn bè theo cái 2 cái cách bán hàng đầu tiên. Thì mình chưa có dạy về web nét, thế nhưng mà em thấy Facebook của mình có đăng về web nét, có đăng về bệnh xương khớp ấy. Thế là em ấy có hỏi là ô thế bố em bị chuột rút, bị dạo này bị đau xương khớp lắm anh ạ, thì có cái gì để cải thiện không. Thế là chia sẻ với em ấy về xương khớp, gọi cho chú luôn, gọi cho chú luôn. Thế là tiện quá lại có một chú, 2 chú, tức là trong Nam có 2 chú, một là chú Nam một chú Bộ, 2 chú đang ngồi chơi với nhau. Thế tiện thì cũng hỏi thăm 2 chú luôn, thì chú Bộ bảo là đau xương khớp thì mình có tư vấn. Sau đó thì chú Nam bảo ô thế dạo này tiểu đường của ta nó chỉ số đường huyết của ta nó tăng cao lắm, thế có cái gì để trị tiểu đường không. Thế là mình mới ngồi nói chuyện với chú một tí, phân tích về cơ chế tiểu đường một tí để chú hiểu. Thế là chú bảo là thế thế mày cứ lấy cho thằng chú một bộ combo đấy. Thế là đấy là cái câu chuyện tuyển dụng mà đã xin nhân đơn. Thì còn 2 cái tuyển dụng mới thì đang dẫn bằng cái việc là đăng tin trên Facebook thôi. Ra Tết thì thấy mọi người cũng có nhu cầu gọi là kiếm việc làm thêm thì đăng một cái mẫu tin tuyển dụng đấy. Thì có một người chị ngày trước cũng kinh doanh Ori với Tuyên nhé, nhờ kinh doanh Ori với Tuyên, thì chị ấy đăng ký xin làm lại. Và có một người bạn trên Facebook mà thực sự là chưa chưa quen, chưa nói chuyện bao giờ, nhưng mà chị ấy cũng hỏi thăm, thế là cũng kết nối mô tả công việc xong thì có 2 chị đấy thì đồng ý tham gia đấy, thì học việc. Và thì đấy là 3 cái câu chuyện tuyển dụng, thì có một câu chuyện ra đơn như vậy. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Tuyên chia sẻ. Đây là cái mẫu tin mà anh Tuyên đã đăng từ hôm 8/2 và có cũng khá khá người quan tâm đấy ạ. Mẫu tin này. Đó. Người cần thì có thể là chụp lại nhé. Nên, như vậy câu chuyện của anh Tuyên là đấy một cái người họ hàng khi mà thấy họ có một bài đăng có dấu hiệu của việc cần tiền cần công việc là kết nối là chia sẻ đúng không? Thứ hai là cũng đăng những cái tin tuyển dụng lên trang Facebook cá nhân và từ đó người quan tâm cả những người quen và thậm chí cả những người mà chưa nói chuyện bao giờ đấy ok ạ rồi ạ rất là hay như vậy mọi người hoàn toàn hãy áp dụng những ý tưởng này đúng không? Từ đầu năm giờ mình có mua hàng của ai chưa mà chưa chia sẻ giống như chị Nga chia sẻ cho người mua hàng ít nhất chia sẻ để hai bên ủng hộ qua lại mình đã ủng hộ họ rồi thì ít nhất họ cũng phải là người ủng hộ sản phẩm cho mình đúng không? Đằng nào họ cũng phải dùng sữa tắm kem răng hoặc thậm chí họ cũng đang có những vấn đề sức khỏe đúng không? Đó. Và thêm một câu chuyện tuyển dụng nữa được không ạ? Đâu, người chưa chuyện chủ lượng nào gần đây người chia sẻ thêm nhé để chúng ta có thêm những ý tưởng mình áp dụng trong hôm nay luôn đây ai ai đấy ạ ai đăng ký chia sẻ đấy ạ mẹ chả không đi mua cây trồng nếu như mọi người chưa có chia sẻ thêm chúng ta có thể áp dụng mình có thể đăng một cái mẫu tin lên trên Facebook cá nhân của mình đấy, tùy mọi người có thể là đăng có thể chọn một cái mẫu tin nào đấy mình yêu thích mình đăng lên trước khi đăng kinh nghiệm đó là mọi người hãy cứ đi tương tác một lượt đấy, sau khi mình đăng lên sẽ có nhiều người thấy của mình hơn. Và hãy chọn cái khung giờ vàng để đăng, ví dụ khung giờ sáng này cũng đẹp này, sáng từ 6 đến 8 giờ là cái khung giờ mà cũng có thể có những người online, hoặc là khung giờ trưa, khung giờ vàng là khoảng từ 11 giờ đến 12 rưỡi tầm đấy là khung giờ mọi người được nghỉ ngơi ăn trưa, mọi người sẽ vào mạng check một lúc. Và khung giờ vàng thứ ba là khung buổi tối từ khoảng tầm 20 giờ đến 22 giờ đấy là khung giờ mà nhiều người ta online nhất đấy khung giờ vàng đấy, thì mọi người có thể áp dụng luôn vào sáng nay được không ạ? Ok, chúc mừng chị Liệu.
bán được một hộp sơ nhờ mua hàng tương tác, rất có thể cái khách dùng sơ này của chị sẽ là một nhãn phối tiềm năng của chị đấy. Chị Liệu ạ, chúc mừng chị nha. Đó. Vậy thì sau sáng nay thì chúng ta sẽ áp dụng bằng việc là ít nhất mình chia sẻ công việc này cho ít nhất 3 người mọi người nhé, cộng với việc là đăng thêm một cái tin trên Facebook, trên Zalo của mình, được không ạ? Rồi bây giờ mọi người chúng ta kết thúc ở đây và mọi người hãy bật mic và chúng ta chào và cảm ơn tất cả anh chị đã chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay. Alo, Sáu ơi, anh Bảo. Dạ. Có một cái ứng dụng rất là hay trong thời gian gần đây về tuyển dụng. Thì chị Lan ơi, chị còn có mặt ở đây nhỉ? Chị đây bóng trở ơi. Vâng, chị Lan chia sẻ một chút nhé. Ok. Chào Bảo Trợ Yên, chào cả nhà. Thì Lan chia sẻ với cả nhà, hôm qua Lan cùng đội nhóm Lan có thử áp dụng cái cách làm này, cả nhà mình Lan thấy khá là hay. Cho nên là Lan chia sẻ với cả nhà mình để cả nhà mình làm khi hôm nay mình sẽ có cái thành công mới. Đó, Bảo Trợ tắt tiếng. Chị Lan bật lại giúp em nha. Rồi ok cả nhà. Thì như thế này cả nhà mình, trong các buổi Zoom á, thì các Bảo Trợ có thể là bây giờ mình sẽ dành ra, ví dụ như bây giờ buổi Zoom của mình là tới 6 giờ rưỡi đi, mình có thể dành ra 15 phút, hoặc là tới 6:15 mình kết thúc, mình có thể dành ra 15 phút để chúng ta cùng làm việc với nhau á, thì cái sự cộng hưởng năng lượng nó lặng thầm buổi đêm bước chân em về qua căn phòng, mà hình như anh vừa nghe điều gì đúng thay, dù từng ngày em vẫn thế cười thật hiền ngoan như thế, nhưng cô đơn vẫn đến khi anh kề bên. Rồi thì người đó đứng sau lưng người khi em về, vừa nhìn anh lại vừa ôm người từ phía sau. Và người làm anh đau nhất, về cùng người anh thương nhất, trong tim anh tình yêu đó đã qua đời. Cà phê cho em, những buồn vui cho em, ngày từng ngày anh vẫn thêm vào tình yêu. Giờ ngày mai ra đi, anh chẳng mang theo gì ngoài tình yêu anh đã trao em. Hãy cho anh giữ mãi mãi ánh mắt em giây phút này, làm niềm vui sống những tháng năm sau không còn em nữa. Yêu em trong từng hơi thở, yêu em trong từng cơn mơ, vòng tay vẫn trao riêng em cho dấu em không hề nhớ. Hãy cho anh đến phút cuối vẫn khẽ hôn lên tóc người, mùi hương yêu dấu ấy đã theo anh trong ngần ấy năm. Anh mong em nhiều hạnh phúc như xưa anh từng hạnh phúc, và cho phép anh xa em nhưng vẫn yêu em suốt đời. Sau lưng người khi em về, vừa nhìn anh lại vừa ôm người từ phía sau. Và người làm anh đau nhất, về cùng người anh thương nhất, trong tim anh tình yêu đó đã qua đời. Tách cà phê cho em, những buồn vui cho em, ngày từng ngày anh vẫn thêm vào tình yêu. Giờ ngày mai ra đi, anh chẳng mang theo gì ngoài tình yêu anh đã trao em. Hãy cho anh giữ mãi mãi ánh mắt em giây phút này, làm niềm vui sống những tháng năm sau không còn em nữa. Yêu em trong từng hơi thở, yêu em trong từng cơn mơ, vòng tay vẫn trao riêng em cho dấu em không hề nhớ. Hãy cho anh đến phút cuối vẫn khẽ hôn lên tóc người, mùi hương yêu dấu ấy đã theo anh trong ngần ấy năm. Anh mong em nhiều hạnh phúc như xưa anh từng hạnh phúc, và cho phép anh xa em nhưng vẫn yêu em suốt đời.
là lớn luôn. Thì bây giờ lúc đó thì ví dụ như 6 giờ 15 chúng ta dừng. Cái bây giờ hôm nay là ngày tuyển thì chúng ta sẽ cùng nhắn tin đi tuyển, tất cả chúng ta cùng đi gieo hạt hết. Tức là chúng ta học và hành luôn, ngay tại chỗ luôn. Chứ không phải mình học xong cho đã đời rồi mọi người buông ra, mọi người đi vòng vòng cuối cùng ngày nay không có đi gieo hạt. À, thì hôm trưa hôm qua Lan học Zoom với đội nhóm của Lan đang áp dụng vậy luôn. Tức là học Zoom xong một cái là bây giờ cả nhà ơi, chị em nào mình còn cái thời gian rảnh á, ở lại với Lan một chút xíu, chúng ta cùng đi gieo hạt một cái. Thì khi mà nhiều người làm cùng một khoảng thời gian á, thì cái thứ nhất là cộng hưởng năng lượng, cái thứ hai là cái sự tập trung của mình nó cao độ hơn á. Mình đi gieo hạt nó sẽ dễ có kết quả hơn. Hôm qua đội nhóm Lan cũng có 2-3 bạn có kết quả. Đó. Và buổi tối hôm qua cũng vậy luôn, tức là buổi tối Lan áp dụng về cái bán hàng. Thì chúng ta vừa học Zoom, chúng ta trước giờ mình chỉ họp mình nói thôi, rồi mọi người nghe xong rồi có người nằm nghe, có người ngồi nghe, rồi học xong rồi mọi người lại đi ngủ xong rồi không có làm gì hết. Như vậy thì chúng ta không có kết hợp giữa học với hành. Thì hôm qua Lan lại suy nghĩ ra là Lan nói thôi bây giờ không có nói nhiều nữa, bây giờ là hành luôn. Đó là chúng ta vừa học vừa hành luôn. Thì hôm qua đội nhóm của Lan là hành cái hành động là Lan áp dụng trước, Lan áp dụng trước, Lan thấy thành công rồi. Lan hướng dẫn cho tất cả các bạn là ngày hôm qua là ngày vía thần tài. Và Lan gửi những cái câu chúc về ngày vía thần tài cho khách hàng rồi cho mọi người á. Xong rồi cái Lan giới thiệu là hôm nay là ngày vía thần tài, Lan bán lấy lộc, cho nên là ua khuyến mãi khủng, mua một tặng một chất sơ. Đó, em có muốn dùng thử không thì mình đặt hàng hôm nay, qua ngày mai là trở về không có khuyến mãi nữa. Đó. Thì như vậy thì hôm qua Lan cũng bán được 4 hộp chất sơ. Với lại một cách mà ngày chúc cái câu chúc mà ngày vía thần tài thì có người thì Lan bán chất sơ, còn có người mà người ta không, Lan biết là người ta không có dùng chất sơ thì Lan lại dùng áp dụng phương pháp mở hàng khác, là hôm nay ngày vía thần tài thì chúc xong rồi mình nói là nhờ em mở hàng giúp chị một vài sản phẩm lấy mai, là Lan cũng bán được một hộp Wellness Beam. Đó thì Lan hướng dẫn cho đội nhóm Lan tối hôm qua các bạn ra đơn ầm ầm luôn. Đó, tức là người nào cũng nói chung là các bạn nhắn là có bạn thì là sáng nay mới được nhận được tin nhắn chốt của khách, còn có bạn là chốt ngay trong hôm qua, giống như chị Trà là chốt luôn 4 hộp tặng hộp tặng 4 là 8 hộp đó cả nhà. Đó thì chúng ta vừa học vừa hành ngay trên Zoom luôn thì cái hiệu quả rất là cao. Và một cái này Lan cũng chia sẻ với cả nhà, cái chất sơ của chúng ta nó rất là tuyệt vời và giá của nó 509.000 thì nó không đắt một tí nào, nhưng mà do công ty đang có cái đợt khuyến mãi 192.000 và giá mình bán ra là mọi người đăng là 200 mấy đó, thì Lan khuyên cả nhà mình là Lan khuyên ở góc độ Lan, còn những chị em mà mình bán tốt thì thôi đừng nghe lời khuyên của Lan, nhưng mà Lan khuyên với góc độ mà những người mà chúng ta bán vừa cái tầm vừa giống như Lan không có bán tốt lắm, thì chúng ta đừng có đăng 200 mấy chục ngàn cả nhà mình. Chúng ta đăng như vậy sau này chúng ta không có bán được cái giá 509.000, tại vì á nó đột ngột nó tăng lên từ 200 mấy mà tăng lên 500 mấy, sau này người ta không có mua đó. Thì chúng ta sẽ đăng như thế này, có thể là cả nhà mình lúc trước á, cách đây trước Tết á, thì Lan sẽ đăng là Lan có ưu đãi trong 3 ngày duy nhất là khuyến mãi chất sơ mua 1 tặng 1, tức là 509.000 được 2 hộp, như vậy vẫn ngon hơn là 249.000 một hộp đúng không? Và khách sau này người ta sẽ không có ngỡ ngàng là tại sao người ta nói ưu đãi, là tại vì bây giờ mình lấy cái một cái mình lấy một cái lý do gì đó để mình ưu đãi bà mua 1 tặng 1 đi, ví dụ sinh nhật nè hay là cái gì đó, giống như hôm qua ngày vía thần tài đó, nhưng mà Lan không có đăng Facebook mà Lan nhắn tin thôi, tặng khách người ta, Lan nhắn tin là hôm nay vía thần tài chị muốn bán hàng lý lộc á, nên chị khuyến mãi khủng mua 1 tặng 1, thì tại vì mình đăng lên 240 mấy ngàn, khách ta thờ ơ lắm cả nhà mình, người ta thờ ơ rồi sau này mình đăng 509.000 ta không có mua, cho nên là chúng ta sẽ tìm cái lý do gì đó, chúng ta đăng là khuyến mãi khủng mua 1 tặng 1, tặng sau này mình hết cái đợt khuyến mãi khủng thì người ta vẫn mua 509.000, người ta không có bị ngỡ ngàng. Đó, còn hôm qua thì là ngày vía thần tài thì nó qua rồi thì mình không có áp dụng cách này được nữa. Đó là về cách bán chất sơ cũng như những cái sản phẩm mà khuyến mãi. Cả nhà mình đừng có đăng cái giá rẻ như vậy. Nếu mà công ty khuyến mãi quá sốc thì mình đăng là giá dùng thử. Tặng sau này người ta có dùng cái giá cao hơn người ta cũng nói là do cái giá dùng thử. Đó, chúng ta phải tìm cái lý do để chúng ta nói cái sản phẩm chúng ta một chút xíu. Và cái thứ hai là cái việc hành động. Thì nếu mà các bảo trợ mà làm Zoom á thì Lan cũng xin một cái ý kiến nhỏ, đó là chúng ta sẽ làm Zoom về cái ngày nào bán là chúng ta sẽ chừa ra một khoảng thời gian 15 phút tất cả mọi người cùng đi nhắn tin bán hàng, cùng đi nhắn tin gieo hạt, tin nhắn tự động ở cả nhà mình, hoặc hôm nay ngày tuyển dụng thì chúng ta cùng nhau đi thả tin nhắn tự động đi tuyển dụng, đặng cho mọi người cùng làm luôn để cho mọi người có cái ý thức là chúng ta phải làm, chúng ta ngồi học nghe cho đã rồi xong rồi cái đi dẹp vô, rồi cái mai học tiếp, tối học tiếp, cứ vậy học qua học lại học cả tháng cuối cùng tất cả.
Đó là phần chia sẻ của Lan. Cảm ơn các bảo trợ và cả nhà đã lắng nghe. Thì đó là nếu mà được một cái như thế này, Lan này, nếu mà được chưa qua nhóm chị một người Zoom xong đi tuyển luôn thì một người nhắn tin gì để tuyển dụng, để bây nhắn giờ một người áp dụng được không? Rồi, để chị đọc sắp. Ai vậy? Ai mà ôm dữ gì? Con ai gì? Rồi Lan đọc. Ví dụ như hôm qua là đội nhóm của Lan sẽ đọc như thế này: chào em, công ty chị đang tìm người hợp tác làm thêm cho công ty nước ngoài kinh doanh hàng sản phẩm đó, hàng giao tận nhà, không cọc không vốn. Đội nhóm Lan, rồi Lan phải copy gửi vô đó. Bán được nhà hàng với lấy hàng về giao khách đó, khi nào em có nhu cầu làm thêm hoặc biết ai cần việc giới thiệu giúp chị nghe. Cảm ơn em nhiều, chúc em luôn vui vẻ thành công trong mọi việc đó. Làm cho một series vậy đó. Là các bạn cùng làm với nhau rất là vui. Và chị, một cái nữa là phần bình luận luôn. Trong phần chat của Zoom này luôn được. Đấy, mọi người copy luôn. Chị phải đi vô đó copy. Rồi với một cái nữa Sáu, chị thấy cái này hay thì Sáu với lại các bảo trợ thì có thể suy nghĩ. Thì thích một cái là ví dụ như mình sẽ có một cái, ví dụ buổi sáng mình sẽ thả tin nhắn, mình sẽ thả cái tin nhắn tự động về tuyển dụng đi, thì buổi tối mà mình có cái luôn cái Zoom mà ví dụ cái ngày nào mà mình làm về tuyển dụng thì cái ngày đó sáng mình sẽ cho mọi người đi hành động, xong rồi là buổi tối là mình sẽ có cái Zoom để cho mọi người người mới vô luôn, mà người ta vô mà cái là ta khoái luôn để người ta làm luôn á. Cái này sẽ tuyệt vời hơn, tức là nhằm khi làm mình sẽ làm luôn cái series như vậy đó, đặng cho mọi người là có ứng dụng được luôn á. Tức là bây giờ ví dụ sáng nay học ứng dụng, mọi người đi gieo hạt đi, cái tối nay sẽ có cái Zoom về Zoom về công việc hay là cái gì hay của công việc, hoặc là câu chuyện thành công hay là cái gì gì để cái người mới họ nghe một cái là họ muốn làm luôn á. Đó là ý kiến của Lan. Cảm ơn bảo trợ và cả nhà, cảm ơn Hà Lê Sáu. Cảm ơn chị Lan nha, ý tưởng rất là hay. Thế bây giờ mọi người nhắn luôn đi, cái tin này là gửi cho người mà kiểu cũng chưa quen lắm đúng không chị nhỉ? Người quen người lạ gì quốc đại đi, nhưng mà chúng ta nhớ là ra cái trang cá nhân á, Lan thì ra cái trang cá nhân á, thì chúng ta coi cái người đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình. Người đó nhỏ tuổi hơn thì mình xin chào em, còn người đó lớn tuổi hơn thì mình chào bạn hoặc mình chào cái tên người ta luôn. Là ví dụ chào Nhung, chào Tiết, chào Lan gì đó, đặng người ta sẽ có cảm giác là người ta được quan tâm. Còn bây giờ mình cứ chào bạn, trời đất, người ta già người ta trẻ mình không biết gì hết trơn, tự nhiên chào bạn không à, nhằm khi ta lớn tuổi hơn mình chào bạn người ta bị sốc làm sao. Đó là ý kiến của Lan. Rồi cảm ơn cả nhà. Rồi thì bây giờ mọi người gửi luôn nha, gửi luôn, có mẫu rồi, mẫu đây rồi nha, chị Lan đã gửi vào trong phần chat rồi, ok không ạ? Thế em tắt Zoom cho mọi người gửi nhá. Rồi cả nhà mình đi gieo hạt luôn đi. Rồi ai gieo được chúng ta chụp hình vào cái tin cái nhóm tuyển dụng của đội nhóm chúng ta để khoe với cả nhà đó, tạo động lực cho cả nhà mình. Okay. Chúng ta cùng đi gieo hạt rồi xong rồi hả đi ăn sáng nha cả nhà mình, rồi hay là đi làm việc ha, gieo từng 5 phút thôi rồi chúng ta làm. Mục đích của tối thượng của giáo dục là hành động phải không ạ? Đấy. Đúng rồi. Học rồi phải đi hành. Luôn. Cảm ơn chị Lan nha. Xin chào. Rồi, cảm ơn em Sáu. Cảm ơn bảo trợ Yên đã cho chị chia sẻ. Mình gửi luôn cho 10 người mọi người nhé. Cái này chỉ sao chép gửi cho chắc nhanh nhỉ.